dùng dùng bưởi chợ trưng trưng Tết chứ giờ đâu có tạo hình kẹp nữa đâu, dùng bưởi quá đẹp luôn. Cuốn nào nấy bự ta, trái bự sung này kia đâu, trái này giờ chỉ bán bưởi trưng thôi, trái bưởi ấy thôi, quá tầy mướt luôn, xanh mà xanh lật lè luôn. Coi cái dạng này còn thích hơn dạng cả nữa. Mấy thứ này mà hãm vô khuôn là ngon cực kỳ luôn, sát thân không. Kinh khủng à. Nhìn thấy cái cuốn là thấy điều gan luôn. Cái bưởi nó bự nó chín rồi vậy á, nụ cái bánh. Nhưng mà anh nhìn vô là khỏi cần được cuốn á, cuốn làm điều gan không, đâu thấy cuốn nhỏ đâu mà này anh định Tết bán nhiêu ký? Này định Tết bán nhiêu ký? Thì giờ tao mua trước. Độ Tết này lại là phải 60 ngàn ký. Không, bữa nay hút lắm ạ. À. Bữa bảo là anh bữa Tết không có. Ủa mấy người nào không có xử lý là đụng Tết không có bao nhiêu đâu. Tôi biết như vậy. Tái này là đậu má vô thằng tét khuôn. 60 ngàn ký quê chi quê hồng 10% ha. Em mắc kẹo em ra. Mắc kẹo em ra để gì em đá. Cái này mà vô qua mai đồng tiền là hết ghê luôn nè. Ờ này nè. Qua mai đồng tiền cái cuốn rồi nè. Hết chê luôn nè. Họ vàng hẳm vô lô ba cái thỏi vàng vô khuôn thầy luôn mà không chịu lên anh thiệt tình. Hẳm là xuống thấy vậy ta cho ba thỏi vàng đó. 60 ngàn ký phải không? Vậy là em phải bán là 65 ngàn ký mới có lời. Này em đang em kiếm mối hái bán vài tấn ha. Thì hôm anh hô 60 thì giờ em bán 65 thì nửa cắt em tính sáu anh 60. Em lại 5 ngàn ký chứ nhiêu. Thì thời điểm này. Chứ giờ nói thiệt như giờ tại hình giờ em mua cho anh mắc hơn nữa mà giờ vậy thua rồi. Anh biết cái vàng này bữa này cái vườn này ít thôi mà nhưng tạo hình nó đạt ghê gớm lắm. Tại cái cây anh dòm cái cây đúng. Của anh đánh biết liền à. Cái vậy là không ít không nhiều mà vừa đủ chơi nè chứ không ít cũng không nhiều nữa. Mà hấp không có leo trèo nữa anh coi cái. Để nó sơm làm cái nơm này ha. Thấy là nó sung rồi. Này mấy vườn này với vườn tổng lược không anh? Lược. Không.